Thử thách của tuần trước là sự đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ với hai đội trưởng lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất là Triều Nam và Quỳnh Như. Được giao nhiệm vụ bán vé và áo thun của Sài Gòn Hit, đội hình của Triều Nam có vẻ mạnh hơn với sự tỏa sáng của Quốc Quý và Quỳnh Trang. Đội Quỳnh Như tuy yếu thế hơn nhưng phân tích tốt thị trường và lên chiến lược bán sỉ cho các shop thể thao. Kết quả cuối cùng, đội Quỳnh Như chiến thắng với cách biệt chỉ 2 vé. Triều Nam thiếu linh hoạt trong chiến thuật, đành chấp nhận là người đầu tiên chia tay cuộc chơi overtime. Xin chào mừng các bạn thí sinh đến với thử thách tiếp theo của Ngoài Giờ. Và ngày hôm nay, vị khách mời sẽ đến với chương trình Overtime. Đó chính là anh Dennis Hassi, Tổng Giám đốc Ngân hàng Citibank tại Việt Nam. Good morning, everyone. I'm Dennis. I'm the CEO of Citibank Vietnam. I've been working for Citibank for nearly 19 years in more than 10 countries. So I'm very much looking forward to working with all of you here today on today's challenge. Với hơn 200 năm hình thành và phát triển, Citibank là ngân hàng phát hành thẻ số 1 thế giới cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Citibank đạt được thành công qua việc mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng theo đẳng cấp quốc tế. So your challenge today is to create a viral video using your smartphones to persuade urban professionals that the new Citibank Rewards card is the credit card for them, with the key feature of having 10 times more rewards than any other card in the market today. Hai đội trưởng của chương trình ngày hôm nay đó chính là Chí Hữu. Nói chung là khi mà mình có cái trách nhiệm gì đó mình làm thì đương nhiên là mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Và đối thủ của bạn sẽ là một bạn nữ. Và người đội trưởng này đó chính là Hồng Lan. Lan cảm thấy tự tin với thử thách này nhiều hơn là cái thử thách ở tập 1. Ngay bây giờ sẽ là lúc để các bạn lựa chọn những thành viên cho đội của mình. Có một đội có 6 thành viên và một đội có 5 thành viên. Xin mời Lan. Lan xin chọn chị Thơ. Trong cái tập đầu thì mình là người được chọn cuối cùng. Tại vì mọi người cũng chưa biết nhau mà sau 2 tập thì mọi người lại chọn mình nhiều hơn thì mình bị áp lực quá. Tại vì có những cái thử thách chưa chắc mình đã giỏi. Người tiếp theo sẽ là lựa chọn của bạn. Hướng chọn Quý. Mình thấy rất là vui tại vì người đội trưởng đã trân trọng và thì mình nghĩ là mình thành viên có năng lực và hỗ trợ tốt cho cái dự án này. Lan là người biết cách làm việc, biết cách phân chia công việc và tuân thủ theo những cái nhiệm vụ và những cái kế hoạch đã đặt ra. Hỗ trợ Trang. Lan xin chọn bạn Như. Lan chọn Như. Hỗ trợ chị Vi. Lan xin chọn anh Cường. Hỗ trợ Tuấn Anh. Có vẻ như Thủ chưa đủ cái khả năng lãnh đạo. Tại vì trong nhóm là có hai thành viên mà tiếng nói của họ rất là mạnh là anh Quý và chị Vi. Như vậy là Duyên sẽ thuộc về đội của Lan. Mình nghĩ là đội mình lần này mọi người đều giỏi cả. Còn bản thân mình thì phải cố gắng thôi. Và các bạn hãy nhớ là các bạn sẽ chỉ có thời gian đến 8 giờ tối ngày hôm nay. Good luck, work hard. Thank you. There is a stereotype in some people's minds that everything is organized and laid out for you professionally. It isn't true. You have to constantly manage your own career, you have to manage your performance and put your hand up and actively fight for your next assignment. So in my case, having worked in more than 10 countries, I've been constantly proving myself, learning new things and asking for more. So for example, in coming back to Vietnam, this is actually the third time I've been here. I wanted to come back to Vietnam. I wanted to take all of my learnings and bring it back to this market and see how Vietnam had changed in the last 10 to 12 years and see what I could bring professionally to this market and to our customer base. So constantly challenging the system is the secret to working in a major multinational.